cái bài thuốc đơn giản lắm, nhưng nó đơn giản khi chúng ta biết. Nếu chúng ta không biết thì nó không đơn giản tí nào. Đôi khi chúng ta, nhà chúng ta có trồng một cái cây như thế này mà chúng ta đang bị bệnh như vậy, có người bệnh vài năm á, không biết sử dụng, uổng không của bác chị mình, uổng lắm chứ. Nếu chúng ta biết rồi nó đơn giản lắm và nó không tốn một đồng nào hết. Có một cái loại lá mà cô bác chị mình, nếu chúng ta không biết á, thì chúng ta nhìn thấy nó là chúng ta sợ. Sợ nó, không dám đụng nó, hoặc là không dám ăn. Nhưng nếu chúng ta biết rồi thì đó là một cái vị thuốc trong đông y, áp dụng trong một cái bài thuốc dân gian cực kỳ tuyệt vời. Hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ của anh chị mình đó là một cái bài thuốc của dân gian, có thể hỗ trợ điều trị bệnh hạch cổ, hạch nách và hạch bẹn. Thì cái bệnh hạch này thì ở dưới cổ chúng ta nè, nó có những cái cục hạch rồi trên cái mang tai nè, ở dưới nách đó, ở dưới háng. Nói chung thì con người chúng ta đó, ví dụ ở trên cổ này thôi là nó trung bình nó có khoảng từ 20 đến 40 cái hạch. Thì cái hạch đó là gì? Đó. Toàn cơ thể chúng ta thì nó có khoảng, một người thì nó có khoảng 450 cái hạch. Hạch đó là gì? Hạch đó gọi là hạch bạch huyết. Thì tại sao nó lại có cơ thể chúng ta lại có hạch như vậy? Tự nhiên có hạch gì cho đau chơi vậy? Không. Của bác chị mình phải hiểu sơ về như thế này. Hạch á, cái hạch ở trong cơ thể chúng ta đó là giống như một cái hàng rào vậy. Hàng rào và giống như là nó một cái là gọi là một cái camera, hay là gọi là một cái còi báo động vậy đó. Đơn giản của bác chị mình bị bồ cạp chích, hoặc là rắn rít kẹp, hoặc là ong ong chích đi. Chích ở ngoài cái ở đây, ở ngoài đây. Nhưng vài giây sau thôi ở trong cái nách chúng ta nó đau. Thì cái nọc nó đi qua cái hạch, thì nó đi ngược về tim mà, nó đi qua cái hạch. Thì cái hạch nó báo liền bằng cách là nhức. Nó nhức để nó báo cho chúng ta. Hoặc là có cái mục ghẻ. Ghẻ ở đây, hoặc là mục nhọt. Ở đây có mủ thì cái nách chúng ta nó sẽ nổi hạch, đau. Thì đó là cái hàng rào nó trắng mà. Thì bởi vậy mà khi mà chúng ta bị hạch mà nó đau á, như hạch nách hoặc hạch cổ hoặc là hạch bẹn gì đó, thì chúng ta có dấu hiệu bị bệnh, thì chúng ta nên điều trị bệnh. Thì bây giờ Phan Hải sẽ chia sẻ của anh chị mình đó là cái cách để chúng ta hỗ trợ điều trị cái hạch này nó đau. Hạch bình thường á, không đau thì không sao, không có trị làm gì hết á nha. Mà chừng nào nó đau rồi thì chúng ta trị ha. Rồi, cái cách trị thì nó rất là đơn giản. Và hồi đầu video thì Hải cũng có nói với cô bác chị mình là cái loại lá ha. Lá này loại gọi là lá sung dị tật, hoặc là lá sung gia cốc ha. Nhiều người kêu là cái mục này nè, chúng ta bẻ ra, chúng ta ngắt ra thì nó có cái con gì trong đó. Không có đâu các bạn chị mình ha. Đây, hãy ngắt ra cho các bạn chị mình xem nè. Đây, coi có con gì không ha. Đây, các bạn chị thấy có con gì không? Ở trong nó trống rỗng à, đúng không? Không có con gì hết á. Thì cái màu này nè, mà cái mục này, mục dị tật này, mà cái màu này, cái màu trắng trắng, màu xanh xanh như thế này thì nó không sao. Nhưng mà nếu mà cái mục nó dị tật mà nó cái màu cam đỏ thì chúng ta không sử dụng nha. Màu này thôi. Rồi, cách lựa chọn thì chúng ta lựa chọn là những cái lá có cái mục như thế này. Đây, lá sung dị tật xong của anh chị mình lấy cho Hải là một lần. Hải chia sẻ rất kỹ nè, bởi vì cái này thì chúng ta phải cần chia sẻ rất là kỹ, cho nên là của anh chị mình nên là xem cho thật kỹ để chúng ta trị ha. Cũng có rất là nhiều của anh chị mình áp dụng mà cái kết quả cực kỳ tuyệt vời rồi đó. Đó,
Thì Hải chia sẻ rất hai lần rồi, lần cách đây gần nhất là cách đây hai năm đó. Nhiều của anh chị mình mới vào xem thì không thấy được, Hải chia sẻ lại. Lấy cho Hải 100 gram, có nghĩa là một nắm một nắm lá sung cốc hoặc lá sung dị tật như thế này, một nắm tương đương với lại 100 gram lá tươi, ngâm vào nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo, sắc nhỏ, sắc nhuyễn ha, sắc nhuyễn ha, rồi bỏ vào cái nồi. Đổ cho Hải 250ml nước sạch hoặc nước lọc, hoặc là một xị đó, một lít có 4 xị thì chúng ta đổ một xị, một lít nó có 1000ml, 1000ml nó có 4 xị thì mỗi xị nó là 250ml nước đổ vào. Có anh chị mình nấu nấu cái nước á cho nó sôi lên đi, nấu cái nước cho nó sôi lên rồi chúng ta mới bỏ cái sung này vào cái nồi, nồi nước sôi. Để cho nó sôi lại khoảng chừng 5 phút sau chúng ta tắt bếp. Và chúng ta sẽ để cho nó còn ấm ấm, nhớ là còn ấm ấm chứ không có để nguội nha, còn ấm ấm mà chúng ta uống được khoảng 40-45 độ. Chắc là cái nước đó. Trời mưa tới. Kệ, để Hải chia sẻ xong rồi ấy luôn. Chắc là cái nước đó uống một lần. Uống trước khi ăn cũng được, sau khi ăn cũng được. Trưa chúng ta uống một lần. Chiều chúng ta nấu cái khác chúng ta uống. Cũng y như vậy luôn, và uống một lần nữa. Mỗi ngày chúng ta uống hai lần như vậy. Tại vì sao mà Hải không chia sẻ, ví dụ một lần là 100 gram thì Hải chia sẻ 200 gram đi, rồi đổ 2 xị nước, rồi nấu một lần thôi uống. Tại sao như vậy? Bởi vì như thế này. Cái lá sung này chúng ta nấu như vậy để tới chiều thì cái nước á, nó sẽ trở thành màu đỏ. Nó sẽ có màu đỏ và nước, cái lá sung nấu ra có màu đỏ chúng ta không được sử dụng. Hải chỉ chia sẻ như vậy thôi. Còn nếu lý do thì cô bác chị mình không cần phải hiểu, bởi vì nó không tốt, cho nên hãy chia sẻ cho các anh chị mình đó, không tốt. Bởi vậy là khi mà chúng ta nấu và để cho nó còn ấm khoảng 40-45 độ là chúng ta chắc uống rồi, rồi cái xác đó chúng ta bỏ đi. Chiều chúng ta lấy cái dược liệu mới chúng ta làm, và chúng ta cũng nấu xong rồi bắt đầu để còn ấm ấm á, và chúng ta uống nè. Lưu ý nha, không để cho cái lá này, cái nước mà nấu lá sung nè, nó màu đỏ ha. Nếu có màu đỏ bỏ đi, không có uống ha, lấy cái khác. Cái này không có tốn tiền, không có tốn một đồng nào luôn đó. Thì nếu chúng ta nhẹ thì trong vòng khoảng từ 3 đến 5 ngày thì nó sẽ giảm và hết cho chúng ta. Nếu chúng ta nặng thì khoảng chừng tuần lễ hoặc là 10 ngày thì hết ha. Còn nếu như mà nó phức tạp quá, nó cái bệnh chúng ta phức tạp quá thì chúng ta nên đi thăm khám để biết rõ cái bệnh nha. Đôi khi cái hạt này cũng không phải dẫn chơi. Thì hạch này gọi là hạch gì? Đó là gọi là hạch bạch huyết đó các anh chị mình. Hạch bạch huyết, cho nên ai mà bị viêm hạch bạch huyết thì uống cái này cũng được. Đó. Đó. Mình gọi tắt là hạch cổ, hạch nách. Nói chung là ở trong cái hạch bẹn rồi đó thì chúng ta có thể sử dụng được luôn. Ngoài ra cái cây sung này nó có cái bộ phận là trái. Thì cái trái của nó là nó hỗ trợ điều trị bệnh trĩ nè, trĩ nội trĩ ngoại, gọi là siêu hiệu quả. Ngoài ra nó còn hỗ trợ cho chúng ta điều trị cái bệnh sỏi mật, sỏi thận rất tốt. Nếu các bác chị nào cần Hải chia sẻ về trái sung trị sỏi thận, sỏi mật hoặc là trị bệnh trĩ nội trĩ ngoại thì cứ comment với phần bình luận, Hải sẽ chia sẻ lại cho các bác chị mình. Bởi vì Hải chia sẻ 2-3 lần rồi, nhưng mà cái lần gần nhất cách đây khoảng chắc cũng 2 năm, cho nên là nhiều các bác chị mình mới vào xem kênh của Hải thì không thấy, cho nên là Hải sẽ chia sẻ lại cho các bác chị mình ha. Có nhiều bạn hỏi anh nhiều bài thuốc quá mà sao anh nhớ. Em xem có mấy bài thuốc của anh mà xem đi xem lại hoài, cứ quên tới quên lui. Thì cái thứ nhất là mình làm cái nghề gì thì mình sẽ quen cái nghề đó. Ví dụ một người bán hàng tạp hóa, ở trong cái tiệm hàng tạp hóa của người ta rất là nhiều cái món hàng, mà tại sao ta nhìn cái ta biết giá đó. Thì Hải là làm nghề đông y, Hải là y sĩ hay làm nghề đông y, cho nên là mình tiếp xúc nhiều và mình va chạm nhiều, thì như vậy thì mình nhớ ha. Và đôi khi thì cũng không có tài ba gì đâu, đôi khi những tài liệu hãy ghi lại, hãy lưu lại, thì sau này nếu lỡ có quên á thì hãy xem lại, hoặc á là trước khi mà quay clip cho cô bác chị mình chia sẻ đó, chia sẻ cho cô bác chị mình á thì hãy cũng xem lại sơ để cho nó chính xác. Bởi vì cái này á là sức khỏe chứ không phải chuyện giải trí chơi, cho nên là cái liều lượng và cách làm phải chính xác. Ví dụ giống hồi nãy đó, nếu mà Hải mà quên đó là Hải kêu thôi lấy 200g đổ nửa lít nước là 500ml nước đó. Rồi nấu sôi 5 phút, rồi buổi sáng uống lần, buổi chiều uống lần.
Đó. Nếu hay quên đúng không? Nhưng không. Chia sẻ bài thuốc là phải chính xác. Mình chia sẻ bài thuốc lên chủ yếu là để giúp đỡ của anh chị mình, chứ không phải chia sẻ lên đây để cho có lợi, để cho có những cái gì mà của anh chị mình xem. Rồi những vấn đề bất cập ở sau thì của anh chị mình gánh chịu không có ha. Hãy chia sẻ là bằng tất cả những cái tâm của Hải, chia sẻ lên để giúp đỡ của anh chị mình. Bởi vậy Hải cần độ chính xác cao nhất thì Hải mới chia sẻ, còn cái nào mà không chính xác Hải không chia sẻ. Rồi từ nay trở đi của anh chị mình đừng có sợ đừng có sợ cái này ha, cái này á, cái lá thẳng nè, giá trị của nó về đông y, về trị bệnh không bằng cái lá cốc như thế này đâu. Nhiều người kêu có cái con gì trong đó, không có nha. Thì theo những cái mục mà nó bất thường quá thì nó chúng ta không sử dụng, còn những cái mục mà nó xanh nó trắng như thế này thì chúng ta cứ bình thường hết, cứ ăn bình thường. Nhiều người ta khoái ăn cái này cứ béo nữa nè, nó dày, nó giòn nữa nè. Ừ. Để ăn dùng ăn nem rồi đó. Rồi thì cũng đã xong ha. Cái bài thuốc đơn giản lắm, nhưng nó đơn giản khi chúng ta biết. Nếu chúng ta không biết thì nó không đơn giản tí nào. Đôi khi chúng ta nhà chúng ta có trồng một cái cây như thế này mà chúng ta đang bị bệnh như vậy. Có người bệnh vài năm á, không biết sử dụng. Uổng không của bác chị mình? Uổng lắm chứ. Nếu chúng ta biết rồi nó đơn giản lắm, mà nó không tốn một đồng nào hết. Tuyệt vời. Rồi thì của video Phan Hải chúc của bác chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công cuộc sống ha. Bây giờ Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bây giờ xin chào. Xin hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào video tiếp theo.